rồi kia tiếp tục mình qua basic 10 questions Read the text to the right word and try them on the line đọc cái bài uh, test ha và chọn cái từ đúng biết chúng ở trên cái dòng kẻ mình sẽ học về wood là gỗ để đóng bàn ghế nè các bạn thấy ha wood come from tree and also from a few other smaller plants à, gỗ thì nó đến từ cây và cũng đến từ một vài những cái cây xanh nhỏ hơn khác it is strong easy to cut and you can find it in many places in the world. Nó thì chắc dễ để cắt à, và bạn có thể tìm thấy nó ở nhiều nơi ở trên thế giới. We burn it chấm chấm chấm. We are cold And we make thousand chấm 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 different things with this. Vậy ngay cái chỗ số 2 nè, thousand là chắc chắn là thousand up rồi. Còn ở đây nè, thì thầy đoán nó sẽ là chúng ta đốt nó khi mà chúng ta lạnh. Rồi mình qua câu số 1 có chữ quen không? Đúng rồi, có chữ quen ha. Vậy thì mình điền chữ quen vô vị trí số 1. Rồi, thousand thì thousand up nhiều ha. Ok, rồi. Vậy ngay chỗ này mình sẽ chúng ta đốt nó we burn it when we are cold khi chúng ta lạnh. We make thousand up, chúng ta làm hàng ngàn những cái thứ khác nhau từ nó tức là từ gỗ. Rồi ở đây mình có cái động từ to be To kind of good Vậy cái đây có thể là cấu trúc chủ ngữ giả D, A, à, nhiều bạn chỗ này điền D Thì coi xem có không Có D nè Nhưng mà khi bạn dùng D thì bạn nhớ ha Phải quánh một cái dấu chấm hỏi vô đây là D là đại từ thì nó thế cho cái danh từ gì Ở phía trước mà nếu không có thì bạn để vô nó sẽ không hợp nghĩa ngay chỗ này vậy chỉ còn có thể dùng cấu trúc chủ ngữ giả là đe cộng với to be nghĩa của nó là có có hai loại gỗ hard wood trên soft wood có hai loại gỗ là gỗ cứng à, và gỗ mềm rồi đây là nguyên rồi these are only name nhưng mà có một bất these are only name nhưng mà chỉ có một cái tên là gỗ thôi they are not hard or soft chúng nó thì không có cứng hoặc là mềm The different this is Mà cái sự khác nhau ở chỗ là gì? They come from different kinds of tree Earn chấm chấm Good is good for different things à, Cái sự khác biệt là chúng nó đến từ nhiều cái loại cây ha Và rồi ở đây mình có good ha e good for different things Thì tốt cho nhiều cái loại khác nhau Nhiều cái vật khác nhau Vậy ở đây là vị trí số 4 Mình xem coi nó có cho mình cái từ gì đây There, our và his Rồi hi là của anh ấy thì không được Our ơ uh, là của chúng ta cũng không được Như vậy chỉ còn de là hợp nghĩa thôi ha Ngay chỗ này là de good là gỗ của chúng nó chúng nó là ở đây thế cho mấy cái loại cây hơn trước số nhiều nè các bạn à, cái tên nó khác nhau là bởi vì chúng nó đến từ nhiều cái loại cây khác nhau và gỗ của chúng nè à, thì tốt cho nhiều cái loại nhiều cái vật khác nhau most wood come from tree with leaf with chấm chấm in the autumn ok nè à, cái gỗ cứng hầu hết gỗ cứng thì đến từ những cái cây mà lá có cái lá which nè thế cho mấy cái lá này nè vậy là chắc là rụng vào mùa thu quá à. để mình qua coi phải không à đúng rồi for rồi ở đây mình có for là rụng ha à. fell là quá khứ và lên là participle không xài được nãy giờ các bạn để ý cái mạch chuyện của mình đều là hiện tại hết và bạn để ý ở phía trước này nè nó vẫn là hiện tại luôn Mod heart would come động từ hiện tại cho nên phía sau này which for mới đúng ha bạn phải dùng hiện tại ngay đây fall in the autumn lá của nó rụng vào mùa thu d 3 a chấm 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 đi deciduous tree deciduous tree ở đây mình có to be ha rồi vậy thì chúng nó được gọi là coi phải không câu số 6 là call ha đúng không rồi đúng rồi chúng nó thì được gọi là ha cái chữ này mình đọc là deciduous deciduous tree tức là những cái cây mà rụng lá ha tức là cái cây mà cứ vào mùa thu thì nó rụng lá cái tên gì hardwood is good for table and chair for example because it is more beautiful cái gỗ cứng thì nó tốt để làm bàn và ghế bởi vì sao chúng nó rất là chúng nó đẹp hơn rồi tới đây là softwood à, ở đây mình có dấu chấm như vậy more thì more gì more đen ha các bạn ở đây dấu chấm kết thúc à, ở đây mình có more tức là more beautiful than softwood tức là những cái cây gỗ cứng thì nó đẹp hơn những cái cây gỗ mềm vậy thôi rồi tới cây gỗ mềm ta định nghĩa more softwood come from tree with have leaf in summer and in winter chấm 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 ở đây là vị trí cuối câu à như vậy câu số 8 này một trạng từ này nếu mình coi coi người ta cho mình cái gì đây chữ thu là chắc chắn nằm ở vị trí của câu rồi ha rồi vậy tức là cái cây gỗ mềm là cái cây mà nó sẽ có lá vào mùa hè lẫn lá vào mùa đông à, vị trí này là trước dấu chấm cho nên chỉ còn một cái chữ thu là hợp nghĩa thường đứng ở cuối câu cũng có lá vào mùa đông softwood is good for big things for example bridge and we can make paper paint and plastic from this cái gỗ mềm thì nó tốt để làm mấy cái thứ bự mấy thứ lớn ví dụ như là cầu à đây là bridges chúng ta có thể làm giấy nè sơn nè và nhựa từ nó à như vậy là mấy dạng cây giống như gỗ thông nè ha các bạn Wood is not very expensive or difficult to get, but we must be careful. Gỗ thì nó không có quá đắt tiền hoặc là khó khăn để lấy, à, để có nó. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. We are chấm 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 the wood from the world jungle and forest very chấm chấm chấm. We are ở đây chúng ta sẽ có động từ to be. Sau động từ to be mình coi nghiệp cho mình cái gì đây? À, một cái động từ thêm in à và một cái động từ thêm ý đi. Ở đây nếu mà các bạn để ý á Thì using là chủ động Chúng ta sử dụng gỗ từ rừng à, già và rừng của thế giới Very để bổ nghĩa ha Very gì đó bổ nghĩa cho cái động từ này à, Còn nếu mà we are you là chúng ta bị sử dụng ba à, Pepsi Vậy ở đây mình phải dùng để chủ động là we are using ha các bạn Chúng ta sử dụng à, cái gỗ này nè Từ à, rừng và rừng già ở trên thế giới very very nhanh à, nhanh thì ở đây nó có quickly quicker và quick cái này là tính từ cái này là trạng từ vậy cái việc sử dụng này nè thì nó rất là nhanh thì nó bổ nghĩa cho cái động từ using này cho nên mình cần một cái trạng từ very quickly à, nhưng mà nếu không không có cái using á thì chúng ta sẽ very quick ví dụ we are very quick chứ không phải we are very quickly sad to be là một tính từ nhưng mà do we are using Using chấm 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 đây là động từ thường cho nên mình cần trạng từ bổ nghĩa cho nó we are using the Google framework the world jungle and the forest very quickly rồi ok thầy đọc lại cho các bạn ha mình lại có một kiến thức về gỗ ha và từ nay mình biết gỗ cứng gỗ mềm không phải là do nó cứng hay nó mềm nha mà do lá người ta phân biệt ha rồi right. wood come from tree and also from a few other smaller plant is strong easy to cut and you can find it in many places in the world we burn it when we are cold and we make thousands of different things with it there are two kinds of wood hard wood and soft wood but these are only names They are not hard or soft à, Đây chỉ là cái tên thôi Chứ không phải là cứng hay mềm à, Định nghĩa nè The differences The different It they come from different kinds of tree, and their wood is good for different thing. Most hard wood come from tree with leaves which fall in the autumn. These tree are called deciduous tree. Half wood is good for table and chair for example because it's a more beautiful than soft wood most soft wood come from trees we have leaves in summer and in winter too soft wood is good for big things for example bridges and we can make paper pens and plastic from it wood is not very expensive or difficult to get but we must be careful we are using the wood from the world, jungle and forest very quickly. Right, Minh Xong ha.